Ở video này mình sẽ chia sẻ đến với các anh em hai lỗi nghiêm trọng mà chúng ta thường hay mắc phải. Và mình tin rằng nếu như chúng ta không khắc phục hai lỗi này thì điều đầu tiên chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều những mùi hương thơm chất lượng cao. Và điều thứ hai, chúng ta sẽ không bao giờ đi tìm được con đường riêng trong cuộc chơi thế giới mùi hương này. Thì hai lỗi đấy đó là gì? Thì bây giờ anh em mình let's go. Ra để mà nói về lỗi khi chơi nước hoa thì có khá là nhiều. Ví dụ như chúng ta chưa xác định được đâu là tông mùi phù hợp với mình. Xịt nước hoa như thế nào cho đúng cách, việc lầm tưởng về nồng độ nước tinh dầu nước hoa, ví dụ như eau de toilette và eau de parfum, vân vân, rất là nhiều những lỗi. Thì những cái đấy thì mình đã có một cái video lần trước mình nói với các anh em rồi, thì chúng ta có thể tham khảo tại đây. Còn trong cái video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ đến với các anh em hai lỗi mà mình nghĩ rằng nó khá là đang bị, nói chung là mình nghĩ rằng phải đến 60-70% hiện nay đang mắc phải. Thì trong cái video này mình sẽ tập trung vào hai cái lỗi đấy thôi. Còn lại những cái lỗi kia thì anh em có thể tham khảo ở những cái video mình đã làm từ trước đó. Ok. Và cái lỗi đầu tiên mà các anh em mình thấy rằng rất nhiều người đang mắc phải, mình tạm gọi cái lỗi này đó là thiếu kiềm chế cảm xúc khi thẩm mùi. Mình thấy rằng gần như phải đến 90% là mắc phải. Đó là khi nhận sản phẩm về, có thể là chiết, có thể là phun, chúng ta gần như không kiềm chế được cái sự háo hức, cái sự tò mò có đang hiện hữu, đang bùng cháy, chúng ta bóc ra và xịt. Và đấy là một cái sai lầm, một cái lỗi cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì chúng ta phải nên biết rằng bản thân chúng ta, cái cảm xúc, tinh thần, sức khỏe ở mỗi thời điểm nó sẽ khác nhau. Có thể hôm nay buổi sáng chúng ta đang cảm thấy rất là phấn khích, nhưng có thể sau bữa trưa thôi, đến buổi chiều chúng ta đang gặp một công việc gì đấy, chúng ta đang căng thẳng, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, là cái chuyện hết sức bình thường. Có nghĩa rằng cái cảm xúc của chúng ta, cái tinh thần của chúng ta, kể cả trong một ngày thôi, nó đã không ổn định, nó tùy theo cái thời điểm. Và cái việc thẩm mùi hương chúng ta lại hết sức là xem nhẹ, gần như chúng ta không bao giờ quan tâm đến việc chúng ta đang mệt mỏi, chúng ta đang cảm thấy là vừa đi làm về cảm thấy rất là nóng nực, hoặc là chúng ta đang bị stress một cái công việc nào đấy. Điều đấy chúng ta không, gần như là chúng ta không quan tâm, cứ nhận về là bam, không cần biết là hôm nay nhận được bao nhiêu mùi, gửi 4 thì xịt một phát cả 4, gửi 5 thì xịt một phát cả 5. Có một câu chuyện là mình có một lần mình tặng một người anh khoảng 10 cái vai là mùi, mình không nhớ nhưng khoảng tầm đấy. Và chỉ sau một ngày mình nhắn tin, mình hỏi là thế nào thế anh, bem hết 10 mùi trong một tối. Thực sự là đấy là một cái lỗi cực kỳ là nghiêm trọng. Bởi vì sao? Nếu như chúng ta hôm đấy tinh thần đang vui vẻ thì không nói làm gì, nhưng chỉ cần một cái gì đấy đang ảnh hưởng chúng ta, có thể là vợ chửi, vợ đánh, vợ đuổi khỏi nhà, hoặc là bị trừ lương thôi, thì cái tinh thần của chúng ta nó đã cảm thấy rất là không thoải mái. Và khi thẩm một cái mùi hương như thế, cái kết quả nó không thu lại được một cái gì. Nhưng có một cái điểm rất là tiêu cực, đó là chúng ta sẽ cảm thấy cái mùi hương này rất là thực sự là vớ vẩn, không xứng đáng với giá tiền đó. Và chúng ta đánh giá ngay lập tức rằng mùi hương này thế mà cũng review là khen cái này cái nọ. Đó, đấy là một cái mà chúng ta thường xuyên mắc phải. Chúng ta không biết kiềm chế cảm xúc khi mà thẩm mùi. Chúng ta không thể đợi được đến cho ví dụ như là tắm rửa sạch sẽ vào trong một cái môi trường, nó trong cái môi trường mình sẽ thẩm mùi nó tất cả đều ổn, ví dụ là bật điều hòa, ngồi cà phê hoặc là như thế nào đấy. Lúc đấy chúng ta thẩm mùi, chúng ta có thể đợi 2-3 ngày được, 1 tuần cũng được. Miễn làm sao khi mà chúng ta thẩm mùi, cái điều kiện về tinh thần hoặc là cái môi trường mà chúng ta sẽ thẩm nó phải chuẩn. Thì mình thấy rất ít những anh em có thể kiềm chế được, hoặc là kiểm soát được cái sự hưng phấn. Mà thường thì chúng ta bem luôn, không cần biết là như thế nào. Và mình thấy rằng khoảng 30-40%, thậm chí là 50%, chúng ta nhận được những cái sự thất vọng về mùi hương. Trong khi nếu như chúng ta có thể kiên nhẫn, chúng ta có thể chờ đợi một cái dịp mà đấy tốt hơn, thì mình tin rằng mùi hương đấy nó sẽ giúp cho các anh em
cái cảm thụ mùi hương nó tốt hơn rất là nhiều. Đó, thì mình cho rằng chúng ta cần phải biết kiểm soát cái sự hưng phấn, kiểm soát cái cảm xúc khi mà thẩm mùi. Hãy thẩm mùi khi mà các anh em cảm thấy rằng tinh thần, điều kiện không gian và thời gian tất cả đều thuận lợi, thì mình nghĩ rằng nó sẽ giúp cho các anh em đánh giá cái mùi hương nó chuẩn hơn. Và chúng ta sẽ không, tất nhiên thì có những mùi ghét thì vẫn là ghét, tuy nhiên sẽ có những mùi hương mà chúng ta không bị đánh giá sai lầm. Đó, thì đấy là một cái sai lầm, một cái lỗi mình nghĩ rằng rất là nghiêm trọng và đa số các anh em đang mắc phải. Thì ở đây mình muốn chia sẻ đến với các anh em, bởi vì nếu như các anh em nào đang mắc, đang hay có cái thói quen như thế, thì chúng ta nên chỉnh, cố gắng rèn luyện từng ngày, từ từ, theo thời gian, để mà làm sao chúng ta không bỏ lỡ những cái mùi hương mà biết đâu đấy nó lại hợp với các anh em, nhưng bởi vì một cái lý do nào đấy các anh em lại ghét nó. Ok, đấy là lỗi đầu tiên. Lỗi nghiêm trọng thứ hai mình tạm gọi đó là thao túng tâm lý. Thao túng tâm lý ở đây đó là gì? Mình thấy rằng ấy, hiện nay thì có một cái số lượng các anh em, có nghĩa rằng khi mà chúng ta, mình không hiểu là các bạn đấy có thế nào nhỉ, độ chơi như thế nào thì mình không biết, tuy nhiên các bạn đấy đang giống như kiểu đang thao túng tâm lý những newbie. Có nghĩa rằng cái mùi này nó quá là designer, so với cái mùi này nó đang là niche, hoặc là nó đang là indie, kiểu như thế. Và mình đấy cho rằng đấy là một lỗi gọi giống như kiểu là thao túng tâm lý, và các anh em newbie hoàn toàn là bị mắc phải, hoàn toàn là tin tưởng. Thực sự mà nói, nhiều khi ví dụ mình nghĩ là nếu như có dịp mình được gặp một trong những anh em đấy, mình sẽ hỏi là thế theo bạn cái mùi designer nó là mùi như thế nào, bạn ngửi được bao nhiêu mùi mà bạn kết luận là mùi designer. Vì nếu như mà chúng ta nói ôi trang này phổ thông quá thì ok, đấy là cái quan điểm của bạn. Nhưng khi mà chúng ta đã nói về những cái thuật ngữ ví dụ như là dòng designer, dòng niche, dòng indie, thì có nghĩa rằng chúng ta sẽ phải có một cái sự am hiểu gần tất cả, trọn vẹn, để mà chúng ta có thể đưa ra một cái kết luận. Ví dụ khi bạn nói cái mùi này quá là designer, thế như thế nào là designer, bạn ngửi được bao nhiêu chai. Nó thật là mình dám khẳng định là những cái bạn như thế, mình xông xênh cho 2.000, thậm chí là 3.000 chai, cả niche và indie các bạn đang chơi, 3.000 chai là phải gọi là cực kỳ là xông xênh rồi. Một bên đèn đen này của mình hết pin, ô bỏ qua 3.000 chai, đó đấy là mình xông xênh. Và so với cái số lượng hiện đang thống kê trên Fragrantica là 100.000 chai, thì cái số lượng các bạn đang được ngửi nó chỉ là như một cái hạt cát, thậm chí còn không được xứng đáng là một cái hạt cát. Thì điều đó mình nói rằng ở đây có nghĩa là gì? Chúng ta không thể chỉ vì dựa theo những cái chai mà chúng ta đang có sẵn trên thị trường, mà chúng ta có những cái định hướng nó làm sai lầm, nó làm lệch đi những cái gọi là không giống như thế. Mà rất là với newbie thì các bạn ấy hoàn toàn là tin tưởng và chắc chắn rằng các bạn newbie sẽ bị chắc chắn rồi, các bạn sẽ lỡ đi rất rất nhiều những cái mùi hương đỉnh cao, và tất nhiên đến từ thương hiệu designer. Nói đây thì mình không chê bai niche của indie, bởi vì có rất rất nhiều những cái sản phẩm niche của indie mình cũng nói thật là mình thèm rõ rãi ra để mà sở hữu. Ví dụ như dòng Frelimo chẳng hạn, rất là tuyệt vời, hoặc là rất rất nhiều những chai niche hoặc indie mình thực sự mình rất là ngưỡng mộ ấy, bởi vì là mùi hương làm quá là nét. Tuy nhiên đổi lại ở đây thì cũng không thiếu những chai niche hoặc indie rẻ rách, nói thẳng luôn câu là rẻ rách, gọi là lấy mình lấy lại một cái câu của... Có một số thương hiệu họ nghĩ rằng chỉ cần bơm dui vào một chai, dán tên thương hiệu và sau đó họ có thể bán những cái giá trên trời ở trên kệ hàng. Có nghĩa rằng rất nhiều những thương hiệu niche hoặc indie cũng làm ra những mùi hương rẻ rách, chứ không phải là cái gì các bạn, anh em đừng có tin theo giống như kiểu làm bị nghệ thuật, không có đâu, đã bán hàng là để kiếm tiền. Ở đây mình đang nói rằng
không có cái khái niệm mùi designer, mùi niche hoặc indie. Mình dám khẳng định luôn với quan điểm của mình, đấy là một sai lầm. Mà chỉ có mùi designer tốt, mùi niche tốt, mùi indie tốt, và mùi designer, mùi niche, mùi indie rẻ rách, thế thôi. Còn anh em đừng bị thao túng tâm lý bởi những cái gọi là mùi designer mà chơi mùi này nó mới niche, chơi mùi này nó mới indie. Thì mình dám khẳng định với các anh em sẽ không bao giờ tìm được con đường riêng của mình, mà sẽ chỉ đi theo người ta mà thôi. Đó. Còn nếu như chúng ta muốn tự tìm cho mình một con đường riêng, tự tìm cho mình những mùi hương rất là rẻ, hoặc có thể là rất là đắt, nhưng nó tinh tế, nó sáng tạo, thì chúng ta phải gạt bỏ cái khái niệm mùi này đi, gom hết tất cả lại, chỉ có tốt hoặc xấu, chỉ có sáng tạo và rác rưởi, thế thôi. Thì mình mong rằng nếu như anh em nào đang chớm bị những cái lỗi thao túng tâm lý này, chúng ta nên cố gắng khắc phục. Đó, đấy là. Thì trong video này mình chia sẻ đến với các anh em hai lỗi mà mình thấy rằng rất là nghiêm trọng. Đó là thiếu cảm xúc khi mà thẩm mùi, và thiếu kiểm soát cảm xúc khi thẩm mùi. Và cái thứ hai đó là bị thao túng tâm lý. Mình rất là hy vọng các anh em cảm thấy thích. Và thực sự đây là cái quan điểm của mình. Mỗi người chúng ta đều có một quan điểm. Mình không lôi ai ra cả, mình không bán bỏ ai cả. Thì nếu như các anh em nào không đồng ý với quan điểm của mình, chúng ta hoàn toàn có thể comment và anh em trao đổi một cách lịch sự, văn minh.